Hey, chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Quán Lục Bình. Đây, mọi người thấy hôm nay mình lại có nguyên một cái giỏ. Cái giỏ này nó sắp đi vào huyền thoại rồi mọi người. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm một cái món không cũ mà cũng không mới. Đây nè các bạn, lại là con gà. Ngày này gà vườn cái mấy cha. Đó, ngoài vườn mà mua, gà vườn mà mua ngoài chợ. Hôm nay mình... ông Sáu ơi, chào mọi người, cái ông Sáu đã mất tiêu rồi, trốn nó mất tiêu luôn rồi. Đó, có một con gà và có một trái dừa nè. Đây là những cái gói mì tôm. Còn đây là hành tây nè, khoai tây và cà rốt. Nó sơ sơ là mọi người cũng biết mình chế biến món gì rồi phải không? Đúng rồi, hôm nay mình sẽ làm cái món gà cà ri. Nhưng mà mình sẽ không chặt ra mà mình sẽ cà ri nguyên con gà như thế này các bạn. Đó, con gà dừa mà nó mập lùi như thế này, để thấy đãi chưa? Đã mất tiêu rồi, ông Sáu ơi, ra chào mọi người cái ông Sáu. Hai ông Sáu chào mọi người. Rồi được rồi đó. Bữa nay thì ông Sáu phải đi ra bệnh viện để đi lấy giấy xuất viện các bạn lấy ơi. Xuất viện. Bữa nay mình làm mình đợi ông Sáu về ăn chung cho vui. Tranh thủ về nghe ông Sáu. Mà đừng ông nó cho giấy xuất viện là ông Sáu về, ông Sáu không bỏ Lục Bình đâu. Vậy bây giờ mình đi làm gà thôi mọi người. Trời, bên coi bữa nay đi bệnh viện rồi mặc áo vàng rồi nổi dữ trời. Trời trời, mấy con cá này nó vàng thiệt các bạn. Chỗ đùng 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 mà nó bơi vô củi củi này nè. Đó mọi người thấy không? Cá nó bơi củi củi luôn kìa. Nó lồng tông với bãi trầu ngốc luôn. Hồi bữa mày chết cha mày giúp Lục Bình này. Ôi chết cha, con gà chưa sạch nữa cha. Nó còn hòm nè, nó còn dính hòm nè mấy cha. Xem chút ăn luôn cái nguyên cái hòm con gà luôn rồi. Ôi còn cái cánh nãy giờ quên để ý mọi người. Đây nè, quéo quéo quéo. Mọi người chú ý nghe, phần thịt gà với kỳ hòm cho nó sạch kia mấy cha. Hòm nó vàng vàng á các bạn. Bữa nay ông Sáu đi rồi, không có người hỗ trợ, phải tranh thủ làm cho nó thiệt là nhanh mới được. Anh thôi là tối rồi, giờ này là chiều rồi đó các bạn. Này vô thôi. Ở đây mình sẽ sử dụng bột nêm các bạn cho nó nhanh. Khỏi cái kiểu mà đổ muối bột ngọt thì lum la nó rườm ra. Gọt mấy này bỏ vô luôn nè. Cà rốt nè. Còn bên đây là khoai tây nè. Quên nữa mọi người, cà ri mà không có xả này cắt xả mấy cha ơi. Các bạn chú ý khi chúng ta cắt xả mọi người, chúng ta cắt ở phần chính giữa các bạn, cắt ở giữa bụi á. Đó. Còn ở ngoài thì cái kiểu mà mình để cho nó lan lan ra các bạn, chứ mà đi xin xả người ta mà cắt ở cái vòng vòng ngoài người ta chửi chết nha mấy cha. Quá trời nữa. Nó vô đâu đây nè các bạn. Đó. Đây nè. Cái dừa cầm lên là chúng ta nhìn hai con mắt ở phía trên nè. Có một cái mới có một cái mỏ ở dưới. Đó. Các bạn sẽ đập ở cái phần cái đường chĩa này nè. Phát một rồi các bạn là nó dừa nó ra rất là ngay. Thấy không? Rất là ngay luôn á. Kinh nghiệm tích lũy thời thơ ấu tới giờ đó mấy cha. Nước vừa khô. Em nha. Hey.
Còn ngồi bên đống này nè ông Sáu ơi. Tao phát thuốc chưa cho về luôn rồi đó phải không? Thuốc cho về cho giấy xuất viện luôn. Có mua bài gì cho con không? Có gì đâu, trong về cho sớm cho kịp Út Lục Bình đi về nhà bỏ sao. Ở chợ đi chợ gì mà không mua quà cáp gì cho anh tới anh chạy. Đi bệnh viện lấy giấy xuất viện rồi đâu phải đi chợ đâu. Trời ơi, vô tới bệnh viện rồi vô tới chợ rồi. Không có đi chợ nữa là mất thời gian nữa. Trời ơi, trong ở nhà ông Sáu về có được ổ bánh mì mà cuối cùng về quên mua ổ bánh mì vậy. Rồi, không dặn luôn. Buồn hiu luôn trời. Tiêu rồi phải không? Ông Sáu thấy làm nhanh không? Ừ. Sắp xong rồi đó, đây nè, mở cho ông Sáu coi nè, đây cho coi nè. Trời ơi. Bùm. Đã chưa? Làm nguyên con gà luôn á. Tôi xôm thử thấy con gà lúc nãy chín, còn đây nè các bạn. Đây là nước cốt nè, bỏ vô cho nó béo hơn nữa. To. Không thèm dắt cái chén. Dắt vô cái này xong mình đổ mình bỏ luôn. Nó dắt cái chén nó dơ chén. Trời con tính toán dữ lắm à. Tính Út Lục Bình về bỏ ông Sáu rồi chứ. Trời ơi, ông Sáu gì từng 6 giờ là công việc mất tiêu rồi đó. nhờ bác sĩ nó cũng xôm. Thôi cái gì cũng xôm. Bác sĩ ngồi đợi ông Sáu hả? Đợi. Thôi bác sĩ ngồi đợi bệnh nhân thánh thần thôi. Hồi sáng đợi lần rồi. Hồi sáng đợi lần, sáng bị la phải không? Thì có bị la không? La. Đó, không về rồi. Luôn. Để ông đi tới đi lui. Sao ông vậy luôn à? Ông tới đi tới lui cũng. Mà bây giờ thấy trong người thấy khỏe hẳn chưa? Hồi trưa nó còn thun cái đầu, kệ nó đi. Nó bệnh mình đi khám nữa sao? Bệnh mình đi khám nữa. Mới được ông Sáu, đầy rồi đó. Nhiêu được ông Sáu? Có, nó cách có bông rồi. Kệ đi bây giờ. Tại Út Lục Bình thích ăn bông. Lấy nhiều cũng ăn có hết rồi, cái nồi của mình nhỏ xíu à. Đây, cảnh cánh đồng vào buổi chiều các bạn thấy rất là đẹp luôn. Rất đẹp mắt các bạn. Ông Sáu mở cái nắp son ngay cho con ông Sáu. Trời cái tay ông Sáu đó, tay ông Sáu dậy quá trời bốc phát một ra luôn à. Tin con đi, không sao đâu. Hay là mọi người. Bây giờ mình bỏ nó cách vô, xong bắt đầu ông Sáu, đậy lại ông Sáu. Quá, Vũ, nó vũ, phỏng tay luôn. Dễ gì phỏng, giờ ông Sáu dậy mà. Dạ, ông Sáu dậy đâu, mỏng dánh nè. À, bây giờ thì xong rồi mọi người, đâu ông Sáu mở ra không sao? Đâu quá. Hành tây này lúc nãy con bỏ vô sao? Thì ông Sáu không ăn được hành tây cho nên bỏ ít rồi các bạn. Bỏ cho nó quên. Có thơm mùi sao thôi. Còn đây là lớp lá cách nè mọi người. Đâu ông Sáu bóc con gà lên coi ông Sáu. Hôm nay là tôi sẽ cà ri nguyên con luôn mọi người. Đó. Dở gà như thế này nó thơm mùi lá cách rồi. Nặng lắm nha. Đó, dở mặt trong nha ông Sáu. Đã chưa? Đó. Cái nào ở trong này không sao? Ồ, mọi người xem nè. Đã chưa mọi người? Con gà chúng ta bây giờ nó vàng khè luôn rồi nè. Chín chưa ông Sáu? Trời trời, chín chưa trời? Chín mà nóng quá. Nóng quá. Nóng quá Út Lục Bình ơi. Ồ, đã chưa mọi người? Đâu Sáu cắn miếng cho mọi người cảm nhận này. Mời mọi người ăn với ông Sáu với Út Lục Bình nha. Ôi trời, không cắn một phát rồi kìa trời. Sao rồi, cảm giác sao rồi, con nêm nếm, con chưa nêm nếm được, con chưa ấy luôn á. Ngon lắm mà thiếu lá cách. Thiếu lá cách, đây nè, lá cách nè. Đâu là miếng lá cách nè coi. Hôm nay là cái món gà cà ri lá cách. Đó. Hãy nói như vậy nó mới đúng bài mọi người. Ngon thật là ngon. Ngon thật là ngon luôn. Lúc nãy con nếm xong, con nêm nếm xong, luôn. Con chưa thử, vừa ăn luôn vừa hả? Luôn. À. Bây giờ thì... tới mình các bạn. Dạ dạ ông Sáu, xét con này có con miếng không Sáu? Có. Đâu quá, đây nè mọi người. Quên nữa. Mời mọi người nha. Mời mọi người nguyên con gà luôn nè, lúc nãy quên rồi. À. Còn cái này thì cậu cháu mình sẽ ăn chung với mì tôm. Được chưa? Nước cà ri nè các bạn. Hôm qua thì mình ăn đạm bạc, bữa nay thì mình ăn cho hoành tráng xíu mọi người. Cà ri nguyên con gà luôn đó. Mọi người đừng chặt nó ra, nó là cà ri nguyên con thế này ăn mới đã các bạn. Đây nè, mì thì chúng ta trụng sẵn xong rồi, chúng ta bỏ vào đây như thế này, xong chúng ta chan một ít nước cà ri. Thay vì người ta sẽ ăn là ăn với bún các bạn, còn này là không ăn với bún nha, chúng ta sẽ ăn với mì tôm. Thế là ông Sáu không ăn bún không được nữa các bạn. Ông Sáu kỳ tùm lum, kỳ hành, kỳ bún.
Uống ăn sao mà ăn không được vậy ông Sáp? Ăn vô nó sôi ruột. Ừ. Đừng ruột nó không chịu. Đã không? Trong đã không mọi người? Hết đã bụng chưa? Hết đã bụng chưa? Chưa, mới ăn được có miếng rồi sao rồi? Hình như bữa nay ở nhà ăn được có một chén cơm mà. Nửa chén cơm mà, không tới một chén nữa. À, có không có theo cộng hành ở đâu. Không sao làm gì sợ hành như vậy trời. Ăn vô nó hành không sao. Vô nó hành không sao. Đây này mấy cụm hành ngon quá trời. Ơi đâu ra cục xương đi vậy trời. Mình ăn cái cánh các bạn. Ha. Ăn cánh nè. Là cách. Đúng bài con cào cào luôn mọi người. Ngon mà cố luôn. Cái này phải nói là khi có lá cách này nó càng thêm ngon không Sáu ơi. Đúng. Nó thơm, thơm mùi lá cách. Đây, cái đùi. Nếu mình không có xả mình bỏ lá cách thế chắc không được ha. Dạ. Lá cách nó thơm, thơm một cái mùi lá cách thơm đậm đặc. Cái này thiếu nước mắm chấm không ta? Khỏi. Khỏi rồi. Vừa ăn. Hôm nay là làm con gà ăn mừng ông xuất viện, bố ông đừng đi bệnh viện nữa nghe ông Sáu. Đúng rồi. Nhớ nghe, đừng đi bệnh viện nữa nghe. Đi bệnh viện gì làm sao là không có gà đâu á. Bất đắc dĩ thôi. Ông Sáu thấy con trụng mì mà đem mì con trụng vô đây nó đúng bài không Sáu? Đúng rồi. Con gà ăn bún, mình ăn bún mình ăn mì. Không, con thấy mì nó ngon hơn bún chứ. Đúng không? Ừ. Con thấy mì nó ngon hơn bún á. Sợi mì nó dai dai á mọi người. Ông Sáu làm gì vậy? Vuốt cỏ. Vuốt cỏ hả? Chín tay quá trời. Cà rốt rồi ông Sáu. Cà rốt rồi. Cà rốt rồi. Cà rốt đó, có cà rốt trong đó nữa đó. Cà rốt ăn bổ đó ông Sáu. Cà rốt ăn bổ máu. Sao kiếm gì vậy? Kiếm da hả? Sao thích ăn da hả? Dạ. Trời ơi. Ăn da bổ da thì da già. Da già. Ăn cho da nó mịn hả? Mà không, mấy cái đó ăn mà cái kiểu mà mà nguyên con già như thế này không sao. Ăn thì ngon, mà mình mua vậy á. Từng bộ vậy ăn không ngon. Vậy không ngon, chắc nó bị ướp lạnh rồi. Chắc vậy á. Còn mềm mấy cái củ khoai tây à. Nó làm thêm miếng khoai tây nữa. Cho dù là phải nói là rất là no à. Ăn cho nó hết ma cái mì đi. Dễ dọn. Rất là đã luôn. Để cho còn. Phải nói là lần nào tới nhà ông Sáu ăn nó cũng no cành hông hết trơn không sao. Mà ở nhà con ăn không được. Thiệt hồi sáng này con ăn có nửa chén cơm à. Ông Sáu hồi trưa cũng không ăn cơm luôn. Tới bắt đầu về ra đây nè ông Sáu. Ăn cơm nguội. Ra đây bắt đầu vừa tới trời cái bắt đầu là đói bụng. Trời làm như là có duyên ăn uống với ông Sáu thì sao mà về. Bắt đầu ra tới đây là đói bụng rồi mọi người. Quá trời nơi này ông Sóc coi cái bụng con này ông Sóc. Em không có bụng. Đó thì đây là những gì mà hai cậu cháu muốn chia sẻ với mọi người hôm nay. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho hai cậu cháu nha. Vậy thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào bye bye.